Vào ngày hôm qua 30 tháng 8, thì đông đảo người dân Nhật Bản đã tập trung để biểu tình tại hơn 200 địa điểm trên cả nước, yêu cầu bãi bỏ dự luật an ninh đang gây tranh cãi. Và theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất thì có tới 81,4% người dân Nhật Bản phản đối gói dự luật an ninh này. Riêng tại thủ đô Tokyo thì hơn 120.000 người tập trung biểu tình trước tòa nhà Quốc hội ở trung tâm. Tại thành phố Osaka thì khoảng 25.000 người dân cũng tập trung biểu tình tại một công viên. Tại Hiroshima và Nagasaki thì biểu tình cũng diễn ra ở quy mô nhỏ với khoảng 500 tới 800 người tham gia. Các cuộc biểu tình phản đối dự luật an ninh diễn ra trong bối cảnh chính phủ của Thủ tướng Abe đang thúc đẩy thông qua dự luật sau khi Hạ viện Nhật Bản hôm 16 tháng 7 đã thông qua văn kiện này. Hiện dự luật đang được bàn thảo tại Thượng viện trong khuôn khổ kỳ họp hiện tại và sẽ kết thúc vào cuối tháng 9 tới.